Các quốc gia NATO đã tiến hành tập trận quân sự ở Bắc Cực, nhấn mạnh cam kết bảo vệ Phần Lan, thành viên mới nhất của liên minh quân sự này. Cuộc tập trận diễn ra ở Rovajärvi, phía Bắc Phần Lan. Đây là một trong những căn cứ huấn luyện pháo binh lớn nhất châu Âu và chỉ cách biên giới Nga khoảng 2 giờ lái ô tô. Các cuộc tập trận diễn ra từ ngày 27 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 với sự tham gia của 6.500 binh sĩ Phần Lan, 1.000 binh sĩ từ Mỹ, Anh, Na Uy, nước láng giềng Thụy Điển và khoảng 1.000 phương tiện quân sự. Đây là cuộc tập trận lực lượng trên bộ lớn nhất thời hiện đại của Phần Lan ở phía trên vòng Bắc Cực. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sĩ các nước đồng minh sử dụng hệ thống phóng tên lửa đa nòng được vận chuyển từ Đức tới, vận hành xe tăng Leopard 2A6, xe tăng Wario cũng như xe chiến đấu bộ binh CV90. Chỉ huy các lực lượng trên bộ của Thụy Điển cho biết, Thụy Điển vẫn là đối tác quân sự thân thiết nhất của Phần Lan và cũng sẵn sàng cả về mặt chính trị và chiến thuật để bảo vệ nước láng giềng Bắc Âu. Xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022 đã khiến Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ chính sách lâu đời về không liên kết quân sự để tìm kiếm sự bảo vệ trong cam kết phòng thủ tập thể của NATO. Phần Lan đã chính thức trở thành viên NATO vào ngày 4 tháng 4, trong khi Thụy Điển hy vọng sẽ trở thành viên mới vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối ở Vilnius vào tháng 7 tới.